tres. Đây nè, chơi. Nhìn cô chú à. Cười đây coi. À, cô chú thấy chơi đội nón đẹp chưa? Hello chú. Hello chú, đúng rồi. Đúng, đó. Cái nón đó của mẹ đó cô chú. Của mẹ chay đó. Nón của chay mẹ cất, mẹ quá trời luôn, cất miết để đâu mất tiêu. Rồi, chơi tiếp đi, lên đây ngồi không? Lên đây ngồi không? Lên đây ngồi, mẹ đẩy đi. Ngồi không? Không ngồi hả? Giờ là biết đi, giờ đồ đi thôi chứ không chịu ngồi. Đi nè. Hả? Tuyết quay vô mắt con rồi hả? Bóng. Hi. Give him high five. Good job. Have a great day. Go. Đi ra đây nè, ra đây nè chay, ra đây nè. Con muốn ngồi lên mày đẩy con không? Hả? Trời, hộp kẹo nữa. Đi ra đây, ra đây mẹ. Đi ra ngoài sông chơi không? Đi ra ngoài sông chơi không? Đi, chơi. Ra ngoài sông chơi này chơi, chơi. Đi. Bước xuống. Wow. Hả? Ướt dài rồi hả? Không, con dài này không ướt con. Ướt dài rồi. Bước xuống. Đó. Cô chú thấy vậy chắc cô chú cũng sợ luôn ha cô chú ha. Lạnh lắm. Cô chú Việt Nam đang ngồi coi chay trong một thời tiết nóng nực mà mở quạt. Còn cô chú cũng đâu biết bên đầu dây bên này. Chay với mẹ đang lạnh lẽo. Hôm nay quay toàn một cái view đồ biết này là cho mẹ cầm cho là ngoài tuyết cho cô chú coi cho nó mang một chút cho cô bà đi kìa, mang một chút không khí tuyết tới coi cho cô chú. Đã không? Thênh thang trời mây trời biển. Ừ, đá, đúng rồi, đúng rồi. Dở ra coi đá coi, đây nè, coi đá nè, đó, dòng sông đóng băng nè. Đã được tuyết phủ đầy rồi đó. Chay đưa, mở lên mặt mẹ lên mẹ coi coi, wow. Đồ cái nón của mẹ dễ thương quá. Mẹ với Chay chuẩn bị Chay cỡ gần mấy tuổi đó là Chay với mẹ Chay mặc đồ giống nhau rồi đó cô chú. Ờ, lại nó ngồi đi, lại nó ngồi đây mẹ. Lại ngồi. Ừ. Mẹ chay cái chừng mà 8-9 tuổi là mẹ chay với chay mặc đồ cùng size. Khỏe hai mấy con. Xe đồ đỡ tốn tiền mua. Để hy vọng mà mốt cái xì tai của chay nó gọi là gì? À, tốt hơn xì tai của mẹ, chay lựa đồ cho mẹ mặc. Xì tai của mẹ là thấy ai cũng thấy là bà cố lắm luôn rồi đó. Cô chú chay chê cái xì tai của mẹ lắm. Ơ trời té rồi. Thế rồi. Anh nói mẹ. Hả? Anh nói. Lạnh quá. Lạnh giờ đi vô không? Vô nhà nha. Anh đi. Gì vậy? Anh đi. Làm bông. Bông hả? Đi vô nhà nha. Đi đây vui hơn, đi dưới sông nó nhiều tuyết quá. Nó lẻ rồi. Hả? Nó lẻ rồi. Cái gì? Nói gì không hiểu, nói gì rồi. Cái gì quẻ? Đó chay, bạn của con đang đứng ở ngoài tuyết kìa chay kìa. Lại hung bạn miếng không? Bạn nè. Bạn flamingo đâu nè. Hả? 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 Flamingo. Đó, flamingo có một chút tuyết ở trên cái đầu nữa nè. Hung bạn miếng không? Hùng xong cái mỏ dính tuyết không đây nè coi coi. Cái mỏ dính tuyết đâu? Đi ngoài đi chứ đi trong đó nó lún sâu. À,
đâu có ai đâu, người ta rảnh ta đi làm hết. Hai mẹ con nhà đi một vòng đó, cà phê hai chair này cô chú nè, có hai ghế là hai chair đó. Cái gì? Sao? Con nói gì á? Thôi đi vòng vòng chơi chứ, đi lên ghế ngồi làm gì? Cô mặt đó kìa. Đi. Ông mẹ. Ông mặt trời. Ông mặt trời. Ừ. Đúng rồi. Kìa để. Ông mở chơi. Hả? Mở chơi gì? Nên ông mặt trời đang đứng kêu mở chơi. Anh đang chơi bơi. Có thấy chơi không ta? Con mát nè. Hả? Con mát nè. À con mắt nè, đúng rồi. Mũi nè. Mũi nè, đúng rồi. Miệng nè. Miệng nè, ừ đúng rồi. Mũi nè. Mũi nè. Mắt nè. Đúng rồi. Miệng nè. Miệng nè. Lỗ tai đâu? Lỗ tai đâu? Nè nè. Lỗ tai trời. Ông mặt trời đó có nhiều lỗ tai dữ vậy. Lỗ tai 1 2 4 tai. 1 2 3 4 tai. Ừ. Api của Superman. Làm sao? À, mẹ gì ấy mẹ? Con lion. Đây là đứng ngoài trời lạnh luôn á. Nó hỏi mẹ, mẹ con gì á mẹ? Trời. Hả? Sao chim mẹ, chim mẹ. Chim ừ. Chim nó bay, ừ đúng rồi, chim nó bay đúng rồi. Ngồi gì? Ngồi. Ừ lạnh rồi. Ê chạy chạy con mèo đứng kìa chạy. Con mèo kìa. Đó. Đi vô, vô mèo coi lẹ lên. Mèo này dữ lắm á. Đó, mèo đó. Chơi mèo. Ừ. Nhà của bà Su đó chơi. Đó, nó vô nhà người ta mở cửa, cái nó chạy vô, nó đứng, nó không chịu ra luôn chứ. Bà Susan đó chơi hả? Susan. Đúng rồi. Đi ra ngoài đó nữa hả? Lạnh mẹ, ừ đúng rồi, đi đường này đi, đường này đi. Ồ cái ổng đó ổng làm gì kìa? À ổng đang xúc tiết kìa chạy kìa, đi. Đi lại coi ổng làm gì kìa. Đi từ từ cho ổng chạy. Đi từ từ cho ổng chạy. Con biết con chạy vậy là mẹ đang chạy sụt lùi mà mẹ không thấy đường không? Hả? Ồ, mấy chú đang xúc tiết á, xúc tiết cho có đường mình đi đó chạy. Thấy chưa? Hai. Cứ đâu vô. Thì ra ra cho mấy chú đi kìa chơi. Thank you. Đó. Thấy chưa? Hồi nãy là cái đường mọi người thấy không? Giờ có người ra để xúc đường cho mình đi rồi đó. Là mơ mốt là cái gì đó. Hết tuyết là coi hai bên đường có tuyết nhưng mà cái đường đi thì... đó. Ở ngoài cái bãi đó người ta cũng làm sạch luôn rồi đó. Để xe dễ chạy. Ở đây nè, giờ xong chưa? Xong chưa? Vô mẹ chạy đi công việc nè. Bà đi Lotus Park đâu có nhà đâu, bà đi Florida rồi. Tới tháng 5, tháng 6 gì bà mới về là quay lại đây chơi rồi. Chờ đi Lotus thêm 3 tháng nữa nha chơi. Chơi không biết nó nhớ bà đi Lotus không biết. Hả? Ngồi hả? Mà con có nhớ bà đi Lotus không? Bữa mình đi Florida mình quên ghé thăm đi lâu rồi sao vậy hả? Mà bà đâu có ở gần cái chỗ mà mình đi đâu. Rồi đi đi kiếm lá kỳ hả? Dạ. Mẹ đâu có biết lá kỳ đâu kiếm. Con mẹ. Hả? Con
Lâm. Hả? Lâm mẹ ơi. Hả? Lâm mẹ ơi. Ủa làm gì vậy? Làm gì vậy? Lâm mẹ ơi. Làm gì vậy trời? Trời ơi. Đi kiếm nó kỹ gì thôi, mày đi vô nhà nha. Bye bye. Mày đi vô mày uống miếng nước rồi đã. Con đi đi. Mày đi mày, đi vô uống miếng nước rồi đã. Khát nước quá. Khát nước đi vô uống miếng nước rồi đi. Đi. Bye bye. Bye bye phải không? Rồi bye bye đi.